Xin mời một bạn nữ ca sĩ rất là dễ thương, Thiều Bảo Trâm. Hello Trâm. Hello chị. Cũng ôm cái nè, mất công. Mình cảm giác như là mình đang đám cưới, mỗi lần ai ra cái mình phải đứng lên chào ôm. Rất là long trọng đó. Đấy. Bây giờ chào, Trâm muốn bên nhà gái hay nhà trai nè? Góc mặt em bên phải thì em xin phép ngồi bên này. Rồi, mời em. Bây giờ tới bé Thiều Bảo Trâm. Dạo này rất là đẹp nhá. Lúc nào gặp cũng đẹp hết trơn á anh. Body và mặt mày lúc là fashion, đẹp, fashion. Fashionista. Trời người ơi. Mà em thích hát song ca nhất đó. Thôi em thích cái gì thôi. Cái gì cũng có được rồi. Rồi Trâm ơi, bài hát sắp tới mà em không song ca với Ali Hoàng Dương đó là bài gì em nhỉ? Không, em có song ca. Nhưng mà chắc chắn không phải là Ali Hoàng Dương. Mọi người chắc chắn không bao giờ. Buồn. Không mà cũng có, nhưng mà thôi bí mật đi. Bí mật luôn ha. Thật ra như vậy. Nữa thôi, không cần biết. Thôi thôi. Một cô gái rất là xinh đẹp, Kara. 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 Kara đây nè. Đúng rồi, vô đúng nhà rồi em. Em ở đây luôn hả chị? Đúng rồi, em mời em ngồi. Dạ. Bé nó nhìn vô, nó tưởng đi lộn đám cưới. Nó chọn đúng chỗ rồi, mời Sam về chỗ ngồi của mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh đối xử với em vậy hả? Anh thấy gái đẹp một cái là anh bỏ em liền vậy hả? Ủa thì em ôm ôm, ấp ấp. Thì bây giờ người ta chọn cái này. Nhưng mà dù sao em cũng là một cái người mà gọi là gắn bó với anh bao nhiêu năm với anh Jun. Nhưng mà góc mặt em ở hướng này nè chị. Góc mặt em ở đây đi mọi người. Đó. Có mặt em ở đó đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Để chị lấy cái ghế cho em ngồi nha. Để chị lấy cái ghế cho em ngồi nha. Dạ thôi, còn chỗ đó là của em đúng không? Mời Kara nè. Kara nè. Kara trời ơi, hôm nay mình có Kara mà còn có kim cương nữa anh. Kara nè. Tình yêu rồi sản đó, phẩm đó, này đó, nào đó, mình đó, có yêu lắm. Cái đầu tiên, cái đầu tiên, cái đầu tiên. Về chuyện tình cảm thì giờ này tâm trạng em đang tốt ạ. Yeah. Nói chung là kiểu đang màu chúc hồng đúng không? Tất cả mọi thứ đều màu hồng. Trời ơi, con bé đang màu hồng anh ơi. Lấy dĩa em đi chị. Lấy dĩa em đi. Lấy dĩa em đi. Lấy dĩa em đi. Lấy dĩa em đi. Đang có tình cảm vậy là anh phải giờ rờ vô anh như rút rút vậy nè thì anh mới lấy được cái hên đúng không? Để anh qua. Đây đây đây. Anh lại phải tranh thủ lên chứ không phải. Em ơi, em ban phát cho mọi người một tí đi. Bên này nữa. Không sao, vâng vâng là rồi. Ngoại trừ chuyện tình cảm thì mình có cái gì mới nữa không nè? Em sẽ hát một đoạn luôn. Bài hát có tên là Thôi Miên. Người đã khiến tim em rung động và thổn thức đêm ngày nhớ mong. Nhớ mong chỉ nhớ mong chỉ. Hết thời gian rồi. Dạ, em xin lỗi. Em nói nghe nè, chị muốn thôi miên cho Ali Hoàng Dương đứng yên ghê á. Bưng ra ngoài liền. Em thôi đi. Rồi em từ giờ em nín đó. Kara giới thiệu Bảo Trâm. Mình lại đứng chứ mà. Chọn rồi nữa thôi. Đúng rồi, phải chọn rồi. Chọn rồi. Mà sao bây giờ lại tách ra rồi nè. Nhân gia đình mình lại tách ra. Đấy, nhưng mà mới nãy chị Trâm là người trợ giúp em rất là nhiều. Cho nên lần này em quyết định tin tưởng chị. Đâu rồi, Jackie. Đây bây giờ là cái ăn uống tới nơi rồi nè em ơi. Giờ mình chọn đi. Em cược đó là Thiều Bảo Trâm sẽ thắng hay là Kara sẽ thắng? Thôi em cược bên này ạ. Bên này ok. Bên này. Lips Kim Cương. Hai người này đều giỏi luôn á. Ừ. Nhưng mà bên kia có hai người cho nên em sẽ qua bên Kara. Kara phải đi với Kim Cương. Kara Kim Cương. Rồi Kim Cương. Nãy giờ em thấy khúc đầu thấy Kara hay thắng lắm. Thôi em đứng bên này đi. Sao mà đảm bảo luôn. Còn không có vậy thôi. Còn em, em sẽ lựa chọn theo cái màu phong thủy và cái màu logo của chương trình. Màu phong thủy của em là màu xanh dương, còn màu logo của chương trình là màu xanh lá cây. Em sẽ đứng ở giữa. Em ơi, em nên nhớ á, hai anh em mình là sinh năm 89 mặn mộc. Mặn mộc là cây, mà cây thì hợp với lại thủy, mà thủy là màu đen. Ở đây màu đen nhiều. Thủy xanh. Màu xanh anh sao vậy? Sao đâu anh, tại vì chị Sam mặc một cái váy đen. Vì chị Sam mặc. Thì Bảo Trâm có thắng không? Tại vì cái đồng này là do cái lộn. Cái lộn hả? Tôi cả thêm một tiểu được nhẹo. Mất mặt luôn á. Rồi, bây giờ game của mình là gì? Nốt nhạc, vui vẻ. Cái này âm nhạc. Dù vẻ kìa. Âm nhạc hả? Hai ca sĩ. Ca sĩ. Ồ, tụi mình có 4 ca sĩ nè. Ủa chị? Không, chị đâu có.
ca sĩ không? Chị quên rồi. Không phải ca sĩ. Bên kia cũng ca sĩ kìa. Ủa bên này cũng ca sĩ. Em không biết bên nhạc này kiêm diễn viên nữa. Không anh ơi, nhưng mà em nghe đến vòng nốt nhạc mà em lại quay sang đồng đội của em. Chị sao? Bất chắc. Đúng. Chị nói chắc chuẩn. Chị sẽ làm nền tảng cho các em. Hát thử một câu xem. Chị sẽ làm nền tảng cho các em. Bài cho người ta coi coi nè. Mà bài gì ta? Bây giờ là Chi hát một câu cho Tham bắt trước một câu là được. Ờ đúng rồi. Chiều hôm ấy. Chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Rồi vô. 2, 3. Chiều hôm ấy em nói với anh. Cao thế. Rằng cao thế hả? Không nên gặp nhau. Chiều hôm nay em nói với anh mình rằng mình không nên gặp nhau nữa là nữa. Em nói thật, nó là nền tảng âm nhạc ở đây rất chắc. Thôi mình không cần phải test thêm em nhé. Em sẽ giữ mặt mũi cho đội của em. Từ bây giờ hát rất hay. Không thì rất hay. Hát rất tuyệt vời. Rồi anh ơi, vô liền đi để cho em thể hiện. Rồi trò chơi bắt đầu. Rồi các bạn ơi, nói lại lần nữa nha. Game của chúng ta được mang tên là giai điệu vui vẻ. Luật chơi rất là đơn giản. Anh có một đoạn nhạc tối đa là 30 giây. Hai em phải thách thức lẫn nhau là em có thể đoán bài này trong vòng 10 giây, hoặc là 5 giây, hoặc là 3 giây. Có nghĩa là vừa bật lên một cái, nếu như em mà em muốn trả lời là em đưa tay lên luôn hay sao? Đúng rồi. Và anh có 5 bài. Mỗi bài có những chủ đề thì anh sẽ nói ra cái chủ đề trước để mà gợi ý cho các em. Vâng. Rồi. Chết rồi. Em thì thuộc lời bài hát, nhưng mà lời bài hát tên bài hát thì không. Me too. Chị. Me too. Có em với Zaki sẽ hỗ trợ chị. Đây, dạ, chị đó. Chị Sam nữa. Em. Đây. Em tin chị. Rồi. Bây giờ Kara và Thị Bảo Trâm sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chủ đề thứ nhất. Được mang tên. Tuổi tác. Ô trời ơi. Ê, mấy cái chủ đề tuổi tác này chị nghĩ là những bài cái hát. Bài hát liên quan đến thầy cô. Tuổi tác. 20 giây. 20 giây. Tuổi tác á. Chưa biết có giai điệu. Mà sao anh em đoán giờ người ta 20 giây nè. Thử đi là biết. 10 giây thôi. 12 giây. 12 giây. 12 giây. Từ từ thôi. 12 giây xuống cái ụt luôn hả? 10 giây. 8. 7. Khó nha, đừng có. Khó nha. Rồi 7 giây thuộc về phía Kara. Chị nói rồi. Bài này dễ. Bài này dễ. Nói mọi người ơi, những cái bài chúng tôi rất là đơn giản thôi. Như vậy là tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Kara nha. Yeah. Chủ đề tiếp theo của chúng ta là một cái chủ đề mà phải nói là rất là rộng và bao quát. Đó là chủ đề tình yêu. Trời ơi. Tiêu. Tình yêu thì rất là nhiều bài nha. Cho nên là nhiều lắm. Rồi, tối đa là 30 giây. Ai chọn? 10. Tụi nhanh vậy. Ơi. Mình xuống luôn nghe em. 5. Rồi. Đây là 7, đây là 7 đó. 6 đi. 7 trả lời cho sao? Đó thấy chưa? 5 đi cho rồi. Rồi em chơi sao? Rồi 5 luôn. 5 rưỡi, 5 rưỡi. Nếu như mà em nói là 5 là chỉ bật lên 5 thôi đúng không? Là em không trả lời được thì bạn kia sẽ dựa vào 5 giây thôi. 5 giây đi. 5 giây. Chốt đơn. Cho trả lời. Chốt đơn. Chốt đơn. Ta da tang 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 ta da tang 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 chào giống cải lương. Thôi tuyệt vời. Rồi chủ đề tiếp theo của chúng ta cũng là một chủ đề rất là rộng lớn. Vâng. Chủ đề mang tên thời gian và chúng ta có 30 giây chọn. Chủ đề thời gian. 6 giây. Ủa kìa. Phải 5 kìa. Kìa. Thời gian. Cho đoán đi. Thời gian. Khó chốt đơn. Chốt đơn. Ok. Thì Bảo Trâm chọn 5 giây đúng không? Okay. Đúng rồi. 5 giây. Rồi 5 giây xin được bếp bắt đầu.
dễ sợ. Thôi thôi con, em đi về luôn. Không phải em đi về luôn. Không phải đâu. Em đi không phải đâu. Không phải đâu. Tôi nói rồi. Cho bên này trước đơn đi. Đánh đi, đánh đi. Bên này đánh đi. Em chịu thương. Rồi. Cái lại cho được cái lại, cho được cái lại. Nghe lại, nghe lại. Nghe lại cũng vậy thôi. Không có, bài này rất là quen. Thôi, thì bây giờ MC hay là bài khác cho đi. 15 giây, ai giơ tay nhanh nhất tôi chọn để trả lời. Giơ đi chị. 1, 2, 3, nhạc bắt đầu. Cứ giơ nha, cứ giơ. Giơ đi, giơ, giơ. Có bài hú em liền. Để nghe hết rồi mới được giơ. Phải hết nhạc được chứ. Thôi được rồi, ok, ok, ok. Anh Trình vậy sao em giơ? Anh cũng nhạc cho anh ấy kêu bắt đầu mới được. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Thôi nói thiệt đi. Không, em nói trước rồi mà. Thôi nói thiệt. Làm sao mà cái khoảnh khắc nào mà mọi người bao chậm lại hả? Hay làm sao để mà biết ai dơ nhanh hơn? Chỉ có sushi thôi. Sushi đi. Ai muốn trả lời? Ai trả lời? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gì cái này? Dạ, 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 dạ. Bài gì ta, bài gì ta, bài gì? Won't it, won't it. Tôi không nhắc đâu. 10, 9, 9. Sao anh chưa về nhà? Câu trả lời chính xác. 2, 1. Yeah. Nhưng mà thích cái ra. Không, mà để cho em hát luôn. Hát rồi. Anh taxi à, anh taxi ơi. Anh đi ra ngoài có 30 phút mà hát gì thôi, mà hát gì thôi. Đúng rồi, yeah. Cho hỏi là mấy rồi. Giờ rồi vậy cả. Anh taxi à, anh taxi ơi. Chủ đề tiếp theo sẽ là một chủ đề về tỏ tình. Yeah, yeah. Mời cực lên xa xa đi. Thôi đi, ít sao phần này cực 8 giây đi chị. À, mình 8 chị 7 giây. 7 hả? Ok. 8 giây. Ủa, lại sao? Trời ơi. 6. Trời ơi, 6 luôn. Đi thôi, 5 đi. Để tôi nghe ra. Lại 5 đấy. Sao mình hèn thế nhờ, tới khúc 5 cái mình ngưng à? Không, mình chắc chắn là đến 5 là không nghe được. Năng là... Chơi lớn là chơi sao? Một nốt hả? Ừ, một nốt đi. 5, 5, nói trước thì các bạn, nó dễ ơi là dễ luôn. 4, 3. Chưa kịp nghe cái gì. Rất là dễ. 3, để 3 đó. Để 3 đó. Dễ lắm nha. Dễ 100 phần phải không? Anh đừng có nói như vậy nữa. Anh kỳ quá à. Dễ lắm sao mọi người. Sao em MC quá à. Được cơ, anh nói dễ. Bên em 5 là ổn rồi, từ anh nhắc ấy từ bên em xuống 4 rồi, giờ bên em 3 nè. Thì 3, thì 3. 3 là ăn cám luôn nè. 3 nốt nhạc cho Thiều Bảo Trâm. Ủa em có muốn hơn không? Dạ không, không, không. Dễ gì. Chúc đơn 3 giây rồi ạ. Im lặng để nghe nè. Nghe hai tiếng thở. Ủa tiếng chim nữa hả? Trời ơi. Trời ơi, âm nhạc quá mọi người. Mọi người ác quá. Ác quá, mọi người rất nhạc. Cái đó là cái MV cũng được. Em rất ổn. Tôi đang nói là sao sao ra tí mọi người cứ 3-4 làm cái gì vậy. Không kịp nghe lời, càng làm sao mà đoán. Em rất là ổn. 3 giây không được rồi, xin mời 4 giây. Dễ đoán ghê. Cho em xin 4 giây. Chụp hình. Đừng ra lớn nha, đừng ra lớn nha. Biết thì nói nhỏ trong lỗ tai thôi. Không phải, em biết bên này là của Amy đúng không? Bên này của Amy nè. Đừng có kêu ra lớn, đừng có nói nữa. Không, nói nhỏ. Đang lực của em, đang lực của em. Bài này được quay tên là 2, nhanh nhanh. Anh nhả đâu thế? Em, anh nhả đâu thế? Anh nhả đâu thế? Tôi và anh là ra từ lâu rồi. Không biết nhả đâu làm gì chơi. Không biết, phải nghe cái kết quả. Anh nhả đâu thế được rồi. Anh nhả ở đâu thế? Không biết không nữa, nghe nhạc thử coi. Tình và tôi thật ra gặp nhau và qua nhiều buồn đã được mấy năm. Được mấy năm. Mà nghe được liền. Thôi vậy là giờ bên đây cũng thắng đúng rồi còn gì nữa. Rồi cảm ơn ạ. Biết sao không? Cố lên, bây giờ là đang là bao nhiêu rồi? 32. Ô, 31. 31 hả? Ờ, 31 thôi vậy thôi khỏi chơi nữa. Ủa, chơi gì nữa? Cái bài của bé Ami rất là nổi tiếng. Hát sao nè mọi người. Anh ở nhà đâu thế? 2, 3. Anh nhà ở đâu thế? Hay. Cứ tới luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Hey. Cứ khiến cho tôi ngày đêm mà khóc rơi cười vì nhớ một hào. Ăn hào thôi, ăn. Sau rất là nhiều vòng chơi thì bây giờ Ô Thích mới được ăn miếng. Cảm nhận sao nè? Ừ. Khi mà vào miệng thì nghe cái vị của bột. Của bột thôi, không có hào luôn. Sau đó thì mới là thứ hào. Ok. Nhiều nó có một xíu xíu gì đó. Hải sản, thật ra nó có một cái vị tanh nhẹ nhẹ nhưng mà làm cho em cảm thấy rất là... Cái đó là cái vị hải sản tươi đấy. Đúng, đúng. Khi mà em ăn vào em cảm thấy... Biển.
bơi. Thấy những cô gái em đang bơi. Em bơi thế nào? Em thấy mũi né Phan Thiết đúng không? Đúng rồi. Rồi, em quê mình em ơi. Vì á, em là ở Phan Thiết. Nên khi em ăn cái này vào, em thấy là trời ơi, Phan Thiết nhớ quê hương. Nhớ về quê hương. Nhớ về nhà rồi. Đây là một món ăn làm cho nó nhớ quê hương đó mọi người. Ok rồi, mời bé Kara. Bé Kara ăn hoài luôn nè. Em cứ ăn mãi thôi mọi người ạ. À. Nhưng mà món nào thì cũng ngon nha. Và đặc biệt em thích ở đây là sự kết hợp giữa hào và trà xanh. Đúng là ngon. Đặc biệt là cái vị trà xanh. Đúng. Nó làm thử đi cái mùi mà đúng rồi. Nhưng mà cái mùi mà bị cảm giác sống sống ấy. Mà nó vô cùng vừa miệng mà chấm với nước sốt. Rất ngon. Sao giờ sao cái mặt em sướng vậy? Cái nét khóc em giận dối vậy. Nó ngon nhưng em nghĩ là bây giờ cái lớp ngoài nó ỉu rồi. Cái lớp ngoài nó mềm rồi. Nó không có kiểu một cái cảm giác được như là chúng ta. Bên trong bây giờ nó săn lại, nó không còn tan trong miệng như lúc nãy nữa. Em nghĩ là không thể. Thôi mình chơi trò thứ ba đi mọi người. Và đây là game họa sĩ tài năng. Chúng ta đã chia làm hai đội rồi ha. Và chúng ta sẽ thi lần lượt với nhau. Bây giờ hai đội hãy cử ra một thành viên để có thể đại diện lên đây chơi một cái trò chơi gọi là vô cùng nhân văn. Đó là quảnh tù xì. Đó, để có thể là quyết định xem mình có giành được quyền ưu tiên hay không nha. Bây giờ 3, 2, 1. Rồi, em được chọn chơi trước hay chơi sau? Kara chơi trước hay chơi sau? Chơi trước đi. Rồi, bây giờ chơi trước đi ha. Rồi, vậy là đội chúng ta chơi trước. Thời gian, bắt đầu. Đây, nhanh. Vẽ nhanh lên đó. Vẽ mạnh lên ông chơi kìa. Em tì mạnh lên. Lại. Tì mạnh lên. Nhớ chấm cái. Ok, tiếp đi. Ok. Ok. Tiếp nào, lại nhanh. Em thấy là trái nho đó. No. Lại đi, không phải. Nghe cảm thấy kỹ lại nha. Thời gian ra cho ra nhanh mọi người ơi. Rồi. Ok. Trái nho anh Zeki nhờ. Ok, rồi. Em biết rồi. Xong rồi. Đọc lớn lên. Bánh xèo. Chưa còn nữa mấy ông ơi, còn nữa. Đổi vị trí. Tiếp tục nào. Để lắm, chữ đầu tiên nè. Ok. Một chữ đầu tiên. Rồi. Ok, một chữ đầu tiên. Nhanh, chữ thứ hai nè. Chữ thứ hai như vậy là đúng rồi đó thì kia. Chữ thứ hai. À đúng rồi. Lại. 1 2 3. Mặc áo tôi dày vô. Rồi ok. Chữ thứ ba nha. 1 2. Quá to. Chữ thứ ba đúng không? Em ơi, em viết đừng ghi tên em ơi. 1. Quên ca sĩ cái tên á. Đó, được chưa? Chưa. Rồi, chữ thứ tư nha. Lại. Từng ghép 1. Mặc cái áo cho gì vô. 2. Quá. Tiếp nha, chữ thứ tư nè. Món này món tiếng Anh ha. Anh nói vậy không em. À. Không phải là với tiếng Pháp không em. Yeah. Một chữ cuối cùng nữa là em sẽ hiểu đấy là món gì. Ok. Tiếp 1 nè. 2. 3. Chữ M. Đúng. Rồi, đúng rồi. Rồi, khoan, đọc chữ tập món gì đây? Để đây đọc thôi. Đó là món cà rem. Hay quá. Rồi nãy giờ nửa tiếng luôn có được món cà rem á. Rồi. Cà rem là kem à. Vậy. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi, được chưa? Được chưa? Rồi, quên lần. Ok, tiếp theo. Tiếp đi.
Cái thứ hai, cái thứ hai nè. Cái chữ gì cho một nét thôi. Ờ đúng rồi. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi tiếp theo chữ thứ ba. Được chưa? Mày mặc áo cho dày vô ai đâu. Bự lên, bự lên, bự lên. Ok. Thấy không? Kỳ rồi. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa, rồi, 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 rồi. Rồi, ok. Chữ thứ tư này. Cái này dễ nè. Ok, cái này dễ nè. Được chưa? Ok chưa, Jackie? Hả? Cuối cùng. Cuối cùng. Rồi, chữ này ông này chưa, ông này là chữ thứ năm chưa nè. Rồi, thứ năm rồi luôn. Rồi, rồi, chưa? Cuối cùng. Thỏ phải thôi đó. Em không thấy nó ra cái nghĩa gì luôn ấy. Đúng rồi đó, đâu có sai đâu, chỉ có sai một chữ thôi. Rồi bây giờ cho lại chữ đầu tiên em. Nhưng mà cái đầu tiên là cái đầu tiên lấy với nhau chứ. Lên. Đó. À rồi, sai. Khổ quá thì. Ôi căng não. Đoán thử coi, món gì? Dưa hấu. Tôi mừng ghê. Em vừa ăn hầu xong em tưởng là cái đùa hầu gì cơ. Và đội đầu tiên đã hoàn thành ba từ với thời gian là 9 phút 8 giây. Chúng ta hãy cùng xem đội Ra Lý. Thời gian bắt đầu. Cái gì vậy? Lại. Rồi. Không? Rồi. Từ này dễ quá nè. Rồi, có vẻ như là đội này như ở có tập trước hay sao mà nhanh quá nè. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Hay quá. Trời ơi, dễ lắm anh Ly ơi. Không, lại cái đó đi. Đây, từ. Rồi. Sao mà đó. Rau na là cái gì? Không, chữ đồng cuối nào. Không, rồi. Chưa này không mà. À, rồi, ok. Rau mã. Đổi chỗ, đổi vị trí. Ờ, tụi này dễ mà. Rồi. Em đây, này mới ghê. Đừng. Anh Tiki cái này mới ghê nè. Cái này khó nè. Chữ đầu nè. Từ đâu? Hai nét. Viết hoa đi, trời ơi. Rồi. Gì? Đứng ngoài mà tức. Lần đầu tưởng hay lắm nhưng mà lần sau có bạn nha. Ủa gì? Đây nè. Trời ơi, viết thường dễ hơn nha. Viết thường dễ đoán hơn. Không á. Yeah. Tiếp một y chang vậy luôn á. Chữ thứ tư. Rồi. Chữ năm. Cái gì vậy? Cái từ gì mà tiếng Anh hả? Em sai một chữ rồi. Ai ơi mấy nè. Ai lưu được nhìn nè. Cái gì vậy? Tự đoán đi. Chữ đầu tiên là ra màu. Tự nói. Ai lấy không được nhìn nha. Điểm cao quá. Đẹp nói đại đi chơi sao. Cái gì em bị tiêm à? Đúng rồi. Đúng rồi. Ghê vậy. Rồi. Viết bự đó nghe. Ok bự. Bự chà bán nha. Rồi thêm hai cái mẫu bé rồi tôi nghi lắm. Rồi. Cái áo này còn dễ hơn này. Cái áo của em nó có cái miếng ở đây á. Không cảm nhận được. Lại. Thôi em biết món gì rồi. Gì? Lẩu Thái. Yes. Yeah. Ôi mẹ ơi. Còn nói gì nữa. Đội thứ hai đã chiến thắng với 3 phút 20 giây. Yeah.